chú con thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài Từ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bổn Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư thánh con đệ tử Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp tục với bài trường hợp thuộc tánh đối với tâm ở trong giáo trình tâm pháp ở tầng mắt. Hôm nay thì chúng ta học đến mười bốn cái thuộc tánh bất thiện. Trong đó chúng ta chia làm năm nhóm, tức là những cái 14 tâm sở bất thiện phối hợp với tâm như thế nào. Nhóm si phần, tức là bất thiện biến hành, thì cái này để dễ học, dễ nhớ rồi. Còn nhóm tham phần gồm có tham là kiến nhân mạng, nhóm sân phần tức là nhóm tật sân tật lẫn hố, nhóm hâm phần là không cần thị miên. Chúng tôi xin đề nghị bài dưới là bài học của sư tử tri chính là dùng cái chỗ nhóm hôn phần đó, một đơn hôn trầm và thủy niên chứ không phải là nghi hoặc. Sự tự tri có mặt ở trước ngoái không ạ? Cái nhóm nghi phần đó, tức là nghi hoặc. Thì như vậy hôn phần đây là hôn trầm thủy niên, chữ nghi hoặc bỏ đi, chúng ta đổi thành chữ thủy niên. Và bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho bài học. Và khi mà cô đọc, cô nếu có sửa kịp thì sửa, còn không thì cô nhớ. Ở chỗ mà hôn phần, nhớ một hôn phần là hôn trầm thị niên. Cô nhớ hai chữ đó. Rồi sau khi đọc bài xong, thỉnh Thượng tọa Nhất Đẳng giảng sư hôm nay sẽ bắt đầu giảng giải ý nghĩa bài học này. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú thành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Tự Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Cảm ơn Hoàng Nguyệt cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, kính bạch ngài Tự Siêu và Thượng tọa Nhất Đẳng chỉ dùng cho con đọc bài. Bây giờ con đọc từ nhóm ngang qua, có phải không? Hay là con đọc thuộc tánh xong xuống hết nhóm si phần, xuống hết tới dưới? Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, con xin phép được đọc bài. Dạ, nãy giờ con gọi để từ trên ngoài gọi không có được nên tụi con phải hỏi trên trực. Dạ, 14 thuộc tánh bất thiện. Thuộc tánh nhóm si phần, si vô tàm vô ý dao động, tâm tương hợp với 12 tâm bất thiện. Chú thích: 4 thuộc tánh si phần
gọi là nhóm bất thiện biến hành vì có mặt trong tất cả trong tâm bất thiện. Trong bốn thuộc tánh này thì thuộc tánh si, tức là vô minh, mang ảnh hưởng sâu rộng, vân vân, trên cả hai phương tiện, hai phương diện, hai trên cả hai phương diện vĩ mô và bình diện rộng. Nhóm tham phần, tham tà kiến ngã mạn thuộc tánh tham, tương hợp với tất cả tám tâm tham thuộc tánh tà kiến, tương hợp với bốn tâm tham hợp tà. Thuộc tánh ngã mạn chỉ tương hợp tâm tham ly tà một cách bất tịnh. Chú thích: thuộc tánh tà kiến và ngã mạn chỉ có mặt trong tâm tham, hai thuộc tánh này không bao giờ có trong tâm si như nhiều người quan niệm. Hai thuộc tánh tà kiến và ngã mạn không bao giờ đi chung với nhau. Nhóm sân phần, sân tật lận hối, tương hợp với hai tâm sân. Chú thích: ba thuộc tánh tật lận hối không đi chung và có tính cách bất định. Không phải khi nào có tâm sân cũng phải có một trong ba thuộc tánh này. Nhóm hôn phần, hôn trầm, thị miên, tương hợp với bốn tâm tham hữu trợ và tâm sân hữu trợ. Hai thuộc tánh hôn trầm và thị miên không có trong những tâm vô trợ mà chỉ có trong những tâm hữu trợ, nhưng gọi là có cũng bất định, nghĩa là không phải khi tâm hữu trợ sanh thì luôn phải có. Nghi phần, nghi hoặc chỉ tương hợp tâm si hoài nghi, đây là thuộc tánh trong 52 tánh chỉ với một tâm. Nữ và nghĩa, trong môn học thân pháp, các thân nhóm và tên gọi rất quan trọng. Thay vì nói tâm thức và vật chất thì gọi là danh và sắc. Danh pháp là hiện tượng tâm lý, bao gồm tâm và thuộc tánh của tâm. Do vậy, bốn uẩn thọ, tưởng, hành, thức được gọi là danh uẩn hay tứ danh uẩn. Nên cẩn thận khi trở lại những ý nghĩa về thuộc tánh của tâm, người học cần luôn ghi nhớ là có sự khác biệt lớn giữa cách nói vĩ mô và nói trên bình diện rộng. Không phân rõ điều này đôi khi tạo nên những vấn đề, thí dụ theo tạng kinh thì xúc tạo nên cảnh thọ, nhưng theo tạng thẳng pháp thì xúc là thọ đồng sanh mỗi sắc na. Dạ, tới những cái bản minh họa thì kính mời đạo tràng vào nét của Lăng Nhân Nguyệt Dựa đưa lên. Dạ, con đã đọc phần chánh văn xong, con xin thay mặt đại chúng đông đương thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Con kính dâng bích đến sư ạ. Kính đảnh lễ chư thật sư, đảnh lễ chư tôn đức thượng trò tất cả phật tử. Thưa quý vị, bắt đầu từ tới trở đi, có lẽ là chúng tôi sẽ thay đổi lại. Thay vì có phải giảng riêng và cái thuộc tánh riêng, sinh và các biểu đồ riêng, thì có lẽ là sau mỗi một cái chú thích, chúng tôi cho phần biểu đồ đi theo sau, để quý vị có thể tiện được theo dõi hơn. Cái nhất là chúng ta trong những tuần trước đã đi qua cái thuộc tánh tờ tha. Tờ tha có nghĩa là nó đi với thiện là thiện, nó đi với thiện thảo đi với bất thiện là bất thiện. Nhưng mà trong tuần này thì chúng ta lại nói đến 14 thuộc tánh thiện thảo. Và dĩ nhiên là người học đó chỉ tập chú vào những cái thuộc tánh thiện thảo này đối với những thuộc tánh bất thiện này trong cái sự tương hợp với tâm bất thiện. Dạ.
thuộc tính tịnh hảo, thuộc tính bất thiện không có tương hợp với tâm vô nhân hay là tâm tịnh hảo. Tuy vậy, chúng ta nên hiểu rằng cái ảnh hưởng của những cái thuộc tính bất thiện này đi xa hơn, rộng hơn, tế nhị hơn là những con số mà chúng ta gọi là tương hợp giữa tâm và thuộc tính. Ở trong đó đặc biệt là hai cái thuộc tính mà chúng ta được biết đó là thuộc tính si, tức là vô minh, và thuộc tính tham, tức là ái dục. Thưa quý vị, hai thuộc tính này trên phương diện vĩ mô mà nói đó, thì nó lại không có rộng bằng ở trên cái cách nói đại loại bình diện rộng. Và chúng ta nhớ rằng cái vai trò của vô minh và ái dục không phải chỉ được đề cập đến trong kinh Tạng mà đề cập đến trong Thắng Pháp Tạng nữa. Vì vậy khi mà chúng ta đi vào những cái thuộc tính này đó, thì chúng ta nên nhớ là chúng ta đang đề cập đến sự tương hợp, nghĩa là nó có mặt trực tiếp ở tại đó, nhưng mình đừng nghĩ rằng nó chỉ có ảnh hưởng trong cái phạm vi đơn giản như vậy. Lấy một cái ví dụ là sở dĩ mà chúng ta còn đau khổ và còn sống mà không nhận ra sự thật, đơn giản là tất cả mọi thứ đều là vô thường. Nhưng mà khi đối diện với vô thường thì chúng ta không thể chấp nhận vô thường được. Và mặc dù chúng ta biết đó là vô thường, nhưng mà chúng ta vẫn buồn, vẫn muốn nó khác đi. Thì cái đó chúng ta gọi là vô minh. Và Đức Phật và chư vị hoàn toàn giác ngộ thì các ngài đã đoạn tận vô minh, nên các ngài sống một thái độ khác. Ở trong số những người mà đi theo Đức Phật cho đến giờ phút cuối đời của ngài, gọi là kê cận, chứ không phải là chỉ là quy Phật mà là kê cận sát Đức Phật, thì chúng ta thấy có hình ảnh của chư vị La Hán, thí dụ ngài Anuruddha có mặt khi mà Đức Thế Tôn viên tịch. Ngài Anuruddha đã bằng cái năng lực siêu nhiên của mình, theo từng cái chặt tư tưởng của Đức Phật, trong cái thế là xuất nhập các tầng thiền, ngược và xuôi, xuôi ngược vân vân. Cho đến khi Đức Thế Tôn về viên tịch, thì ngài Anuruddha ngài có cái tâm thanh thản hoàn toàn, bởi vì ngài là bị loạn tận vô minh. Trong lúc đó thì một vị đệ tử khác của Đức Phật là một vị thông suốt giáo pháp, hiểu biết giáo pháp rất là nhiều, nhưng mà lúc đó mới chứng sơ quả, chưa đoạn tận vô minh, nên có cái tầm áo não, đó là Tôn giả Ananda. Thì như vậy khi mà chúng ta nói đến thuộc tánh si và nó chỉ có mặt ở trong 12 tâm bất thiện đó, thì chúng ta nói về phương diện vĩ mô. Và đặc biệt trong trường hợp này thì phương diện vĩ mô đó nó có tính cách rất là giới hạn, đừng hiểu là toàn diện. Dạ, chúng ta được hiểu toàn diện mà chúng ta phải hiểu ảnh hưởng rất lớn. Ví dụ như là Đức Phật ngài dạy về hai cái pháp mà hộ trì thế gian này, ngài nói là tàm và quý. Và trong tâm bất thiện thì có hai cái thuộc tính vô tàm vô quý. Thì cái vô tàm vô quý và tàm và quý ở trong các thuộc tánh đó, dĩ nhiên đó là chi pháp của tàm và quý, chi pháp của vô tàm vô quý. Nhưng mà khi chúng ta học ở tại đây á, thì chúng ta học chỉ gói gọn ở trong 12 tâm bất thiện thôi. Nhưng mà khi chúng ta hiểu về phương diện lý pháp đó, thì thưa quý vị, nó lại có những chiều kích lớn hơn. Và ở đây cũng nói thêm một cái điểm khác trước khi chúng ta trở lại với bài học, đó là thuộc tính về tham. Và thuộc tính tham nằm ở trong ba cái gọi là tham phần. Thì khi mà chúng ta nói tham ở đây thì nó chỉ hợp ở trong tâm bất thiện, và hơn thế nữa nó chỉ có mặt ở trong tám tâm tham, nó không có nhiều. Nhưng mà
ở trên cái bình diện rộng phương diện sanh tử đó, thì thứ vị thuộc tánh tham, nó là ái, và ái là lớn lắm, rộng lắm, ảnh hưởng nhiều lắm. Không có dục ái thì chúng ta không có sanh tử trong cõi dục, không có sắc ái chúng ta không có sanh tử trong cõi sắc, không có vô sắc ái chúng ta không sanh tử trong cõi vô sắc. Thì như vậy đó, cái thuộc tánh tham mà mình nói rằng nó hợp với tâm bất thiện đó, nó là một cách nói rất là vĩ mô, nhưng mà ở một cái phương diện khác đó, như là chúng ta học trong giáo lý duyên khởi đó, là ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, thì chúng ta thấy cái vai trò của cái thuộc tánh tham đó, nó ở cái mức độ mà sâu rộng tế nhị lớn hơn nhiều. Vì những điểm này đó, khi nào mà chúng ta học về duyên sinh và duyên hệ, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy được cái chiều kích to lớn ở đây đó. Không có nên quan niệm rằng chúng ta đã học qua về trạng thái, về nhân cần thiết, về pháp đồng sanh, về sự thành tựu của các cái thuộc tánh, và bây giờ chúng ta nói về sự tương hợp của thuộc tánh đối với tâm, thì như vậy là chúng ta học hết. Thật ra thì thưa quý vị, trong mỗi một phần, ở trong mỗi một cái đề tài của thắng pháp đó, thì chúng ta chỉ nói đến một số và một số yếu tố chứ không có nói nhiều. Sở dĩ chúng tôi phải dài dòng đi vào như vậy là bởi vì chúng tôi ngại rằng đôi khi chúng ta học rằng tâm này nó chỉ tương hợp với 12 tâm bất thiện, hay tương hợp với 8 tâm tham, với 2 tâm sân, 2 tâm tương vân, thì chúng ta nghĩ rằng những cái tâm này nó không có đóng vai trò lớn. Thật ra vai trò của nó lớn lắm mà chúng ta không có chúng ta không mường tượng hết. Ví dụ như là chúng ta nói đến chữ dốt, là bây giờ một người mù chữ không biết chữ, thì cái sự mù chữ này đó, nó đơn thuần là chỉ không biết đọc thôi, nhưng mà cái ảnh hưởng sâu xa của cái không biết chữ vào trong cuộc sống hàng ngày đó, thì nó khó lường lắm và nó lớn lao lắm. Vô minh của bạn. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta trở lại với bài học ngày hôm nay. Nếu mà chúng ta đọc vào trong 14 cái thuộc tánh bất thiện, thì chúng ta thấy chia thành 5. Cái 5 này đó, thì chúng ta gọi là 5 nhóm đó, thì nó cũng không hẳn là như vậy. Nhưng mà nói không phải thì cũng hẳn là như vậy. Bởi vì nó có vấn đề mà nó hơi lấn cấn cho chúng ta đó. Đó là đúng là 14 mình chia thành 5. Thì trong đó là có một cái thuộc tánh sau cùng nằm riêng lẻ, nó không thuộc về 4 nhóm kia, và đó là thuộc tánh nghi hoặc. Thì vấn đề ở tại đây đó là gọi là nhóm thì phải có nhiều thứ nó mới thành nhóm được. Có mình làm đơn độc sao là nhóm. Nhưng mà tại vì chúng ta phân nhóm chúng ta phân nhóm mà nó không thuộc 4 nhóm kia, thì nó bắt buộc đứng lẻ rồi một mình, là chúng ta tạm gọi. Chưa bao giờ mà chúng ta phải dùng cái chữ gọi là biến cưỡng như vậy. Nhưng mà rồi thỉnh thoảng như là nghi hoặc ở trong thuộc tánh bất thiện và trí tuệ trong thuộc tánh tịnh thảo, thì chúng ta thấy đứng riêng lẻ một mình, chúng ta gọi một cách miễn cưỡng là nhóm, nhưng mà thật ra thì nó chỉ đơn lẻ một mình. Thì trong những nhóm này đó, cái nhóm đầu tiên nó lại có một cái sự liệt kê hơi khác với cách nói thường thức của chúng ta. Và ngay cả trong tâm, thí dụ như trong tâm bất thiện, chúng ta nói đến đầu tiên là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Và dĩ nhiên trong kinh tạng và trong đời sống hàng ngày, khi chúng ta nói phiền não thì chúng ta nói tham, sân, si. Tuy nhiên ở trong cái sự phân chia về thuộc tánh bất thiện đó, thì không nói si, không nói tham trước mà lại nói si trước. Si phần có 4, tham phần có 3, sân phần có 4, khổ phần có 2 và hoài nghi. Lý do rất là đơn giản, chúng ta nói đến 4 cái thuộc tánh đầu tiên là si phần đó, là bởi vì 4 cái thuộc tánh này nó nằm ở trong cái một cái tính cách gọi là biến hành và gọi là bất thiện biến hành. Chúng ta nhớ trong tợ tha thì cũng có tợ tha biến hành,
tức là xúc thọ tưởng tư định năng căn thể, thì bất thiện nó cũng có bốn cái bất thiện biến hành, tức là si, vô tầm, cố ý và dao động. Thì bốn cái thuộc tính này nó gọi là biến hành bởi vì nó có mặt ở trong tất cả tâm bất thiện. Dạ, không có tâm bất thiện nào không có. Thì cái nhóm nào mà gọi là biến hành được đặt đầu tiên, cũng giống như là ở trong thuộc tính tịnh thảo, có 25 thuộc tính tịnh thảo, nhưng cái nhóm gọi là tịnh thảo biến hành này, tức có mặt trong tất cả tâm tịnh thảo, thì lại liệt kê đầu tiên, đó là cái tánh cách liệt kê theo thắng pháp. Thì si, vô tàm, vô quý và dao động đó lại luôn luôn đi chung với nhau. Dạ, luôn luôn đi chung với nhau. Và đặc biệt ở đây gọi là thủ tánh bất thiện biến hành. Khi tâm tham khởi lên, tâm sân khởi lên, tâm si khởi lên, nói chung là phiền não khởi lên, thì luôn luôn có bốn cái thuộc tính này. Chúng ta lấy ví dụ như là một cái người mà trong đời sống hàng ngày á, mà họ ít có tham sân, lâu lâu á, có chuyện gì đó mà họ khởi lên cái tâm bực bội ham muốn á, thì họ cảm thấy áy náy, cảm thấy không thoải mái. Tại vì tâm quý họ rất là nặng. Nhưng một người quá thường sống với tâm bất thiện, quá thường sống với tâm phiền não, thì họ hoàn toàn không có cảm giác khó chịu áy náy đó. Dạ, cái áy náy của tâm của quý, dạ, chúng ta gọi là cái lương thức, dạ, tức là hổ thẹn và ghê sợ. Dạ, tâm là hổ thẹn, quý là ghê sợ. Cho nên chữ tàm đôi khi hổ thẹn chúng ta dùng chữ ái náy. Thì thật ra trong cả tất cả tâm bất thiện đó, đều có bốn cái thuộc tính này. Dạ, và bốn thuộc tính này luôn luôn đi luôn luôn có mặt ở trong ở chung với nhau. Dạ, si, vô tâm, vô quý, phóng dật. Điều này có nghĩa là chúng ta càng sống nhiều với phiền não thì chúng ta càng sống nhiều với si mê. Chúng ta càng sống nhiều với phiền não thì chúng ta sẽ càng sống với cái vô tâm vô ý. Chúng ta càng sống với phiền não thì chúng ta càng sống với nhiều cái tâm dao động. Dạ, cái việc này nó là một việc rất là đương nhiên, bởi vì phiền não đó thường thứ gì đó, nó là một thứ hành quẩn mà do cái tướng một cách quá một cách không có thực tế. Ví dụ như là bây giờ chúng ta ngồi bên bờ sông và những cái hoa lục bình đôi qua và chúng thấy nó đẹp quá, chúng ta muốn nắm nó lại, nó không có dừng lại thì chúng ta cảm thấy tiếc nuối. Là bởi vì sao? Chúng ta muốn bám víu lại cái gì nó đi qua. Dạ, thì cái sự bám víu đó sự dính mắc đó gọi là tham. Hoặc giả là những gì trong cuộc sống mà nó không có hài lòng, nó không đi với tâm tham, thì chúng ta dễ phản ứng cáu kỉnh bực bội. Ví dụ như chúng ta muốn trời nắng và trời lại mưa, chúng ta thích trời mưa mà trời lại nắng, thì chúng ta bực bội khó chịu. Cái đó gọi là sân. Thì cái phiền não nào đi nữa đấy, thì nó cũng dựa trên cái cơ sở của si, tức là không chấp nhận cái thực tại, không chấp nhận cái thực tại đó, không hiểu rõ thực tại bằng cái trí tuệ sản xuất nó là như vậy. Tại do vậy ở trong tất cả tâm bất thiện, tham sân si đều có cái thuộc tính. Và chúng tôi có đề cập đến khi nãy đó, là cái chiều kích của si, cái ảnh hưởng của si khi mà gọi là vô minh đó, thì nó không có đơn giản chỉ có ở trong tâm bất thiện, mà nó có ảnh hưởng sâu rộng đến những thứ tâm mà tạo nên cái nghiệp luân hồi. Lấy một ví dụ bây giờ là một người mang hoa đến cúng dường lên Đức Phật, cúng dường lại bảo tháp.
và họ cúng dường một cái tâm rất là thiện, đó là tâm thiện dục giới, và họ chỉ mong rằng do cái phước mà họ cúng dường này, đời sau là họ có cái diện mạo, có cái ngoại hình sáng sủa dễ coi, và họ có được cái này, họ được cái kia, thì do cái duyên lành đó, nhân lành đó, đời sau họ sanh ra họ được cái quả đó. Thì thưa quý vị, đối với cái nhìn thường thức của chúng ta đó, thì nhân đó và quả đó là nhân thiện và quả lành. Nhưng mà ở trên một cái nhìn sâu xa hơn nữa đó, thì sở dĩ mình làm như vậy, mình thấy như vậy là tại vì mình chỉ biết chỉ có như vậy là hạnh phúc, chứ mình không biết cái, mình không biết cái nào khác hơn, mình biết cái nào sâu xa hơn, cái biết cao siêu hơn, hạnh phúc nhiều hơn, đó là niết bàn thì chúng ta không biết, mà chúng ta chỉ biết hạnh phúc thuộc về sanh tử. Những câu chuyện mà rất là khôi hài mà chúng ta được nghe khi mà chúng ta nói về cái không biết ấy, cái không biết là vô minh ấy, thì có lẽ là chúng ta dùng cái câu chuyện mà ngụ ngôn của người Đức ấy, họ kể về có một anh thanh niên chuyên môn lên trên rừng để đốn củi, về bán củi để độ Nhật. Thứ vì một lần anh leo đồi, ở trong một khu rừng leo đồi có một ông cụ đi lên rất là yếu ớt, mệt mỏi. Thì anh mới nói, cụ leo lên đồi mà sức khỏe như vậy thì thật sự là vất vả lắm, thôi cụ leo lên vai cháu sẽ cõng cụ lên. Thì trước vì anh đã ra sức thanh niên đó để cõng một cụ từ dưới chân đồi lên trên đỉnh đồi, và lên tới đỉnh đồi thì ông cụ này mới hóa ra thành một ông tiên, nó là thực sự là thần tiên chứ không phải là con người phàm tục, nhưng mà con là người có tấm lòng tử tế, thành ra ta cho con có được ba điều ước muốn. Chỉ con muốn điều gì con cứ muốn, nhưng mà chỉ ba điều thôi, không có hơn nữa. Thì câu chuyện thần tiên nghe rất là cổ tích, nghe rất là êm ái, nhưng mà khúc sau thì nó lại có nhiều cái kịch tính và rất là khôi hài. Và anh này về, anh nghe nói về anh chạy một mạch về nhà cũng khoe với vợ, và bà vợ thì nhìn anh bằng cặp mắt hơi nghi ngờ. Ở trên đời thì làm gì có chuyện thần tiên, làm gì có chuyện mình muốn gì được đó. Và anh cười, anh nói rằng như vậy bây giờ em hãy coi nè, bây giờ điều đầu tiên muốn là muốn được có được một cái bữa ăn rất là thịnh soạn, và ngay lập tức bữa ăn thịnh soạn hiện ra là những cái món rất ngon mà từ trước giờ hai vợ chồng chưa ăn được. Thì thưa quý vị, khi mà bà vợ biết được là anh này quả thật có gặp thần tiên và quả thật có cái khả năng là ước muốn, thì bà vợ nổi quạo lên. Bà vợ mới nói rằng anh thật là ngu ngốc, mình chỉ có ba điều ước thôi, ước cái gì không ước, ước mất hết một điều rồi. Mà quả thật là người rất là thực tế, và ông chồng mà có được ba điều ước mà chỉ ước có cái được có bữa cơm ngon thì thực sự là quan phí quá. Giống như bây giờ chúng ta gặp một ông tỷ phú rất là giàu, và ông nói bây giờ ông cho chúng ta có ba cái yêu cầu, và cái yêu cầu đầu tiên của chúng ta chỉ sẽ xin một chiếc áo đẹp đó, thì thật sự nó hoang phí quá, thay vì chúng ta có thể muốn nhiều hơn nữa. Thì thưa quý vị, lúc mà bà vợ sĩ bả anh đó, thì làm cho anh nổi giận. Anh nói rằng hồi nãy anh nói rằng anh có ba điều ước thì bà vợ không tin, bây giờ anh ước có một cái mâm cơm thịnh soạn á thì bà vợ lại chửi anh ngu ngốc. Thật ra anh lúc anh đang cạnh thì anh thấy có ở trên cái mâm cơm thịnh soạn có một số cái thịt dồi chúng ta là xúc xích á, thì anh giận với anh nói rằng ước gì mà cái miếng thịt dồi để dính vào trong lỗ mũi của bà vợ cho bà vợ bỏ cái tật là hung hăng như vậy. Thì quả thật miếng thịt dồi cũng dính vào mũi bà vợ. Và bây giờ á thì hai người lại đối diện với một cái thực tế là rất là đau buồn, là chỉ còn có một điều ước thôi. Và ước thứ ba, nếu ước nhà, ước cửa, ước lâu đài, ước tiền bạc đó, thì
Còn cái những xúc xích mà nó dính vào lỗ mũi thì sao giờ? Thời xưa thì khổ, bác sĩ thẩm mỹ không dễ dễ dàng để cắt ra. Và cuối cùng thì hai vợ chồng bằng nhau thôi, cái số mình số nghèo. Thì bây giờ cái đưa ước thứ ba để xin cho cái khuôn mặt của người vợ trở về cái nguyên trạng cũ, tức là miếng xúc xích được được rớt ra. Thì thưa quý vị, rốt cuộc thì ba điều ước nó trôi theo sông, trôi theo biển, bởi vì hai vợ chồng là mèo lại hoàng mèo, không có khá giả cái gì hết ngoài cái bữa cơm sình soạn và ngoài một cuộc cãi vã. Nhưng mà cái ước muốn của anh thanh niên nghèo đó nó thật ra có thể nói đó là cái ước muốn của tất cả chúng ta trong đời này. Chúng ta ước muốn bao nhiêu thứ, bao nhiêu thứ trong cuộc sống, nhưng mà tất cả những thứ đó giống như là những lâu đài trên cát mà mình xây dựng vậy đó. Buổi trưa đắp thành và buổi chiều nước biển dâng lên, sóng đập vào và nó tan biến hết. Chúng ta ước muốn là chứng lương vương, là thiên chủ đế thích, ước muốn có ngoại hình đẹp, ước muốn có giàu sang phú quý vân vân. Nhưng mà thật ra tất cả nó chỉ là những gì rất là tạm bợ ở trong dòng sanh tử này. Thật ra cái si đó nó là vô minh. Vô minh đó là chúng ta không có nhận biết rõ cái thực trạng, cái thực tướng của đời sống. Chúng ta không nhận biết rõ điều đó. Do vậy, cái ảnh hưởng của si đó, nó lớn hơn, nó rộng hơn, nó tinh tế hơn là cái đơn thuần mà chúng ta nói về cái si có mặt ở trong tất cả 12 trong bất thiện. Và khi chúng ta nói là sự tương hợp trực tiếp, nhưng chúng ta nhớ như vậy. Và đôi khi chúng ta nói về tham, trong tánh tham thì nó cũng có ảnh hưởng như vậy. Và rồi vô tàng, vô ý và dao động, nó là ba cái trạng thái khác. Những cái trạng thái này đó, nó làm cho chúng ta bị cảm nhiễm. Nó làm cho chúng ta bị cảm nhiễm. Ví dụ như trường hợp như vậy là ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, khi mà chưa chích vaccine vào đó, thì cái khả năng mà lây lan COVID đó, đó là một chuyện rất là tự nhiên, cái khả năng rất là lớn. Bởi vì sao? Chúng ta không có cái loại thuốc chủng ngừa đó. Thì một khi mà thiện pháp chưa có sanh khởi đầy đủ đó, thì những cái vô tàm, vô úy và dao động đó, nó lại là những cái yếu tố làm cho chúng ta dễ dàng bị lây nhiễm những cái bất thiện pháp. Thật ra cả bốn si, vô tàm, quý, dao động hay là phóng bây giờ. Chúng tôi nhớ, chúng tôi nhắc quý vị là thường thường á, quý vị nghe có thì giảng sư dùng chữ phóng vật, và chúng tôi có nói rằng cái chữ phóng vật á được dịch theo Kim văn và Cổ văn trong chữ Hán nó khác nhau. Và ngày xưa đó thì ngài tôi sự ngày dịch chữ phóng vật là dao động, tức là sự dao động. Ví dụ như là phóng là ném, vật là tung lên, như mình cầm một cái hòn đá chúng ta ném một cái đống tro nó tung lên. Nhưng mà cái trạng thái đó đó thì Hòa Thượng Minh Châu thường dịch là cạo cử, tức là cái máy chèo cua lên cái mặt nước. Còn cái chữ phóng vật nhật mà bây giờ theo Kim văn đó thì chỉ cho cái sự buông thả hay sự giải đãi, và appamado. Thành ra trong cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu thì dịch là phẩm phóng vật ở trong kinh Pháp Cú, hay là chữ phóng vật thì tượng trưng cho sự giải đãi. Thành ra chúng tôi có rất nhiều trường hợp mà phải cân nhắc để quý vị học trong giáo trình Trung Bộ và Thắng Pháp, những danh từ nó không bị hiểu lầm. Tại vì chúng ta có hai vị dịch giả và vị nào cũng là vị có cái thâm cứu về chữ Hán. Nhưng mà một phần tài theo cái nguyên cái ý nghĩa ngày xưa và ý nghĩa bây giờ. Nên thay vì chữ phóng vật ở đây, chúng tôi chỉ cho tình cảm dao động. Cái sự dao động, chúng ta dùng một cái chữ khác là sự bất ổn, không có vững chãi, là trạng thái lao sao. Và những trạng thái lao sao bất ổn này đó, nó là một cái hệ lụy tự nhiên của tất cả tâm bất thiện. Thành ra si, vô tàm, vô úy, phóng vật là ba cái thuộc tánh, mặc dù thuộc về si phần, nhưng mà không phải chỉ có ở trong hai tâm si, mà có cả trong 12 tâm bất thiện luôn. Bây giờ chúng ta đề cập đến ba cái thuộc cái tánh tiếp theo.
đó là tham, tà kiến và ngã mạn. Thì cái tham ở đây nó cũng như trường hợp của si và thủ tánh si. Thủ tánh si đó là vô minh, thủ tánh tham là ái. Và chúng ta có nhiều cái trạng thái tham, có thể tham thuộc về dục ái, ví dụ như thích thú và dính mắc đối với sắc đẹp, tiếng hay mùi thơm xúc lại. Nhưng mà chúng ta cũng thể có được bị cái hữu ái và phi hữu ái, và muốn là thế này, không muốn, muốn là không như thế kia. Thì ái dục nó có những chiều kích khác như dục ái, sắc ái, vô sắc ái, tức là ưa thích đối với năm cảnh dục, hoặc giả là ưa thích đối với thiền sắc giới, ưa thích thiền vô sắc. Thì chỉ có niết bàn là không thể cảm nhận bằng ái, bởi vì đạo Phật gọi là đạo ly tham. Dạ, cái pháp của Phật gọi là pháp ly tham. Pháp này rất là khó để chúng ta hiểu. Hầu hết những gì mà chúng ta hướng đến trong cuộc sống đó, chúng ta đều muốn nó trở thành, nó đều là tham. Ví dụ mình muốn nó rất là đa dạng, hay là muốn nó giản dị, muốn nó rất là màu mè, muốn nó rất là đơn điệu, muốn nó rất là tế nhị phức tạp, muốn nó đạm bạc vân vân, thì cái muốn nào cũng là muốn hết. Chỉ duy nhất có cái muốn của niết bàn là thấy được khổ, thấy được nhân sanh khổ, thì đoạn được cái gọi là tanh ha đó. Thì cái pháp hoặc là pháp ly tham, pháp thì chúng ta rất là khó hiểu. Nhưng mà đó, thưa quý vị, ái đó, thuộc tánh tham đó là một cái chi phần của ái, và cái thuộc tánh đó là chi pháp của ái. Và thuộc tánh tham đó nó mang một chiều kích rất lớn khi mà chúng ta học vào giáo lý duyên khởi, nhân sắc duyên cho lục nhập, rồi xúc xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, và duyên cho thủ và tử. Và vô minh và ái là hai cái phiền não đầu mối của kiếp trầm luân sanh tử. Và vô minh và ái dục. Lấy ví dụ là một vị mà đoạn tận dục ái thì không bao giờ sanh vào trong cõi dục giới nữa, vì đó gọi là vị bất lai. Mà vị đoạn tận sắc ái và vô sắc ái thì không còn luân hồi sanh tử nữa. Thì ái rất chuyện. Hay là chúng ta nghe câu chuyện, đọc lại câu kinh là Đức Phật Ngài tự quả vị chánh đẳng chánh giác như của Bồ Đề, và Ngài nhận ra rằng có một nguyên nhân tạo nên tất cả những cái hệ lụy của cuộc sống, đó là khát ái, là sự khao khát, là một chứng bệnh muôn thuở. Tất cả chúng ta luôn luôn khao khát, và khao khát cái này, khao khát cái kia, vì khi Ngài nhận ra chính cái sự khao khát tanh ha này là một cái nhân tố chính để tạo ra tất cả, thì Ngài mới nói lên bài kệ chúng ta thường nghe đó là lang thang trong kiếp luân hồi, gặp kẻ xây ngôi nhà này, ôi đời sống thật buồn thay, bèo mấy chúng cũ vẫn xoay lối về, hỡi này anh thở nhà kia, đuôi mè kèo cục cái lìa nát nát tan, và bao tham ái, bao các ái hãy tiêu tan. Và chúng ta chứng đạt toàn thánh thơi. Đó là cái gì mà chúng ta được nghe khi mà Đức Thế Tôn thành đạo cho cõi Bồ Đề. Thì cái chi pháp của ái dục là thuộc tánh tham. Và thuộc cái tánh tham, khi mà nói về duyên sinh, nói về duyên hệ, thì nó mang một cái chiều kích rất lớn. Và ở tại đây thì chúng ta chỉ nói đến thuộc tánh tham, một cái đơn thuần là tham, có mặt ở trong tám tập tham. chúng ta đừng hiểu là nó giới hạn như vậy. Ở đây nó là sự tương hợp, tức là nó đi chung ở trong một sát na thôi. Nhưng cái ảnh hưởng của tham nó lớn, giống như ảnh hưởng của si nó lớn hơn là chúng ta nghĩ nhiều. Bên cạnh đó thì trong tham phần lại có hai cái thuộc tánh khác. Và hai thuộc tánh này thường được chúng ta, thường bị chúng ta hiểu lầm. Và đó là tà kiến và ngã mạn. Và cái chữ tà kiến đó là gọi là hiểu sai, và thường có nhiều người, và đặc biệt là phần tử Việt Nam đó, thường dịch tà kiến là si mê. Dạ, tà kiến là si mê, giống như tham lam sân hận si mê, tà kiến tâm si. Thì nghe nó hợp lý quá mà, mình hiểu sai thì nó là si mê rồi,
Dạ. Và chúng ta cũng hiểu là ngã mạn sự kiêu căng cũng là sự si mê. Tại vì mình thấy mình hay, mình ngon, mình giỏi, mình tốt hơn tất cả mọi người, sự kiêu căng thì đó cũng là sự u mê. Nhưng mà không, ta học trong Thánh Pháp thì tà kiến và mạn đó nó nằm ở trong cái nhóm gọi là tham Phật. Thứ nhất là tà kiến ở đây không phải chỉ là hiểu sai. Chỉ như mình thấy sợi dây, mình tưởng là con rắn, rắn tưởng sợi dây, cái đó không gọi là tà kiến. Cái đó là do mình nhìn không rõ đó khác. Nhưng mà tà kiến nó có một cái chữ thích hợp nhất, đó là chấp sai. Chữ chấp. Cái chữ chấp sai này đó, nó khiến cho tà kiến nó trở thành một phần của tham. Tức là mình đưa ra một quan điểm sai lầm, nhưng mà mình rất là thích thú, rất là thỏa mãn, và mình cố gắng mình chấp giữ ở trong điều đó. Và chúng ta thấy giống như ở tại Mỹ này, dĩ nhiên là người ta có quan điểm khác biệt, là đeo khẩu trang có giúp trong cái sự phòng chống COVID hay không. Thì thật ra nó chỉ là vấn đề đơn giản, là vấn đề khoa học thôi. Đơn giản khoa học thôi. Nhưng mà một khi mà người ta đạt đến cái mức độ mà người ta chấp là không hay là phải, thì chúng ta nghe những câu chuyện là có những người lên máy bay mà nhân viên trong phi hành đoàn yêu cầu đeo khẩu trang, nhưng họ nhất định là không, tôi không đeo, đó là quyền tự do của tôi. Tôi có quyền tự do đeo, không đeo có mặt của tôi, mặt mới tôi phải đeo. Thì cái đó nó đạt đến chủ chấp rồi. Nó đạt đến chủ chấp. Chúng ta không tưởng tượng được là có những người mà thậm chí là sẵn sàng rời bỏ máy bay, bỏ cái vé cho nhất định không có tuân thủ cái luật là đeo khẩu trang, tại vì họ quá chấp về vấn đề đó. Đeo khẩu trang đó là một quan điểm chính trị, đó là một cái trò lừa gạt, chứ nó không phải là một cái ngay cả COVID không phải là bệnh thật. Thì lúc bây giờ cái đó nó trở thành chấp, chứ nó không còn là vấn đề của cái chuyện mình hiểu lầm việc không đúng được. Nên chi ở trong tà kiến đó thì nó có một cái ở trong tà kiến nó có một cái vấn đề, đó là chấp sai. Và khi chúng ta hiểu chỉ chấp sai đó, đó thì chúng ta mới thấy tại sao cái kiến chấp đó, kiến chấp nó nằm ở trong cái tham Phật, chứ không là si Phật. Lát nữa chúng ta nói về tâm si, chúng ta sẽ thấy. Thì thứ gì vấn đề ngã mạn, thì thật ra ở đây chúng ta dùng chữ ngã mạn, đó là chúng ta dịch nó rất là hẹp nghĩa, mà chúng ta phải dùng chữ mạn. Và có lần chúng tôi nói chuyện với sĩ giáo quyền thì cả chúng tôi và sĩ giáo quyền đều nghi ngờ là chữ mạn đó nó là một chữ mà âm của chữ Hán từ chữ Phạm mà đó. Chữ ví dụ mạng có nghĩa là có một sự so đo, so sánh, chứ không phải là ngã mạn. Bình thường chúng ta ngã mạn tức là người sẽ tự kiêu, tự cao và luôn luôn thấy được mình cao hơn người khác. Còn cái chữ mạng mà nó đúng theo trong chữ mạng ở tại đây, tức là có sự so sánh, hoặc là mình hơn người, hoặc là mình bằng với người, hoặc là mình thua người. Ví dụ như mình nói rằng đám người đó đâu ai bằng tôi đâu, cái đó là mạng. Hay là thấy vậy chứ tôi cũng không có thua ai hết, đó là cũng là mạng, mặc dù tôi không thua ai hết, tôi cũng bằng người khác. Hoặc giả là mình nói rằng tôi hèn như vậy đó, tôi nghèo như vậy đó, thì sao ạ? Thì người thất cũng là mạng. Thật ra ngày tình sự ngày xưa ngày người ta dùng cái chữ cũng rất là thú vị, gọi là ý, ngày là ý là hơn, ý hơn, hơn ý bằng, hơn ý thua. Bằng ý hơn, bằng ý thua, thua ý hơn, thua ý bằng, thua ý thua. Cái dùng chữ ý. Ý tức là tôi vậy đó, tôi như vậy đó là chấp. Thì cái đó nó cũng là một thứ chấp thủ. Nó là một thứ chấp thủ thuộc về tham phần.
Và cái này thì nó cũng hơi rất là tế nhị, mà qua thánh pháp thì chúng ta biết rằng tà kiến và bạn nó đều không có trong tâm si mà chỉ có trong tâm tham, tại vì nó là sự thuộc. Và bây giờ thì chúng ta cũng nên hiểu rằng tà kiến với cả bạn không gì đi chung, tại vì chúng thấy rõ ràng gọi là kiến chấp và sợ và mạng và ngã chấp á, thì cái này nó đều là cương điệu hết, cương điệu. Và do đó cương điệu á, giống như mình nói rằng hai con cọp á, thì không thể ở trong một rừng thì có hai con cọp được, để chúng ta nói cọp được thì cái khuynh hướng của nó là một con nó phải có cái giang sơn riêng, đó là nếu chúng ta thì hiểu về loài cọp. Chỉ ở đây khi nào mà có tà kiến á, thì không có mạng, và khi nào có mạng thì không có tà kiến. Và thêm một điểm nữa mà chúng ta cần thấy đó là cái mạng á, cái tà kiến luôn đi với tâm tham, và đi luôn luôn đi với tâm tham họ tà. Tâm sân và tâm si thì hoàn toàn không có tà kiến. Tâm tham mà có tà kiến thì mới gọi là tâm tham hợp tà. Thật ra chắc chắn ở trong tâm tham hợp tà thì luôn luôn có tà kiến. Tuy nhiên cái mạng á, nó chỉ có trong tâm ly tà, nhưng mà không phải tâm ly tà nào cũng có mạng. Và quý vị nhớ như vậy. Thật ra cái trường hợp của cái thuộc tánh tà kiến đi với tâm hợp tà đó là cố định, nhưng mà cái thuộc tánh mạng mà đi chung với tâm ly tà đó, tâm tham ly tà đó, là thuộc tánh có tính cách bất định. Nó đừng bao giờ nghĩ rằng hễ cái tâm hễ tâm tham ly tà là có mạng. Mặc dù mạng chỉ đi với tâm tham ly tà, và điều này chúng ta nên nhớ như vậy. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta tiếp theo về cái bốn cái thuộc tánh ở trong nhóm gọi là sân Phật. Sân, tật, lẫn, hối. Sân là sự bất bình, trái ý, khó chịu trước cái cảnh, trước nghịch cảnh. Tật ở đây tức là hay là sự ganh tị, đố kỵ với người khác. Lẫn là món sản. Cái chữ tật là ganh ghét với cái người khác có, và lần là bỏng sẻn, có nghĩa là sợ mất cái mình có, sợ mất sự giảm đi, sợ mất cái mà mình có, gọi là lần hay là bỏng sẻn. Hối ở đây tức là sự ân hận, hối hận. Thí dụ như hối hận, hối tiếc vì hối tiếc vì cái việc mà mình bị ác đã làm, và hối tiếc là vì cái việc thiện mà không làm thì cũng là hối. Thì thưa quý vị, chúng ta nên nói như vậy là tật lẫn hối đó là ba cái thuộc tánh thuộc về sân Phật, và nó có mặt ở trong hai tâm sân. Nhưng mà trong bốn cái thuộc tánh thuộc sân phần, chỉ có thuộc tánh sân là luôn luôn có mặt ở trong tâm sân, trong tâm sân. Còn không phải tâm sân nào cũng có tật, không phải tâm sân nào cũng có lận, không phải tâm sân nào cũng có hối. Ví dụ như mình tự nhiên trở hết bình thường, bây giờ trời lạnh quá khó chịu, thì cái khó chịu nó thuộc về sân, nhưng mà nó không có tật lận hối trong đó. Tại là tật lận hối có một trong tâm sân một cách bất định. Và ngoài cái sự tích cách bất định đó thì ba cái thuộc tánh này nó không có đi chung với nhau. Thì chúng tôi nói rằng tật đó là đố kỵ với cái người khác có, lận đó là sợ mất cái mình có, và hối đó là sự nuối tiếc. Chúng ta cũng nên nói thêm một điểm là về cái chữ hối đó, trong tôn giáo nói chung và trong Phật pháp nói riêng thì đôi khi chúng ta nhìn từ một góc cạnh khác đó là chuyện tốt. Một cái người mà làm xấu
làm điều ác, làm điều ấy mà không biết hối hận, ăn năn đó, thì là người không xài được, người không biết phục thiện. Nhưng mà về điểm này đó, theo trong Phật Pháp đó, và đặc biệt trong Thánh Pháp đó, thì lại cho chúng ta một cái nhìn khác. Cái sự hối tiếc, và nếu là một sự hối tiếc có cái cách là trầm trọng, nghiêm trọng đó, thì nó thuộc về tâm sân, và nó là một thứ phiền não. Một con người mà gọi là biết cách để chuyển hóa một cách học theo lẽ đạo, học theo Phật Pháp đó, đó là một người biết như pháp sám hối. Như pháp sám hối, mình làm điều sai và mình đối trước một bậc thiện trí, hay đối trước kim thân Phật, đối trước xá lợi vân vân, và đặc biệt đối với các bậc thiện trí, để mình nói cái mình nói lên cái sự sai lầm của mình, và mình ghi nhận điều đó sai lầm, thì Đức Phật gọi là như pháp sám hối. Và từ đó trở đi thì mình cố gắng làm những điều tích cực, chứ không phải là từ đó trở đi rồi lúc nào mình cũng nhớ, lúc nào mình cũng cũng than thở, lúc nào mình cũng cũng buồn phiền. Và cái buồn rầu nối tiếc, cái đó là nó không có lợi cho chúng ta, nó thuộc về hối tiếc. Đôi khi chúng ta lầm lẫn giữa cái sự ăn năn hối hận hay là một cái tâm phục thiện với một trạng thái hối tiếc. Hối tiếc có thể là một cái trạng thái tâm biết được mình làm điều sai, nhưng mà cái sự diễn tâm lý đó, hối tiếc là một trạng thái buồn rầu, một trạng thái tiêu cực, và sự buồn rầu tiêu cực này nó không có lợi để coi cho sự chuyển hóa của mình. Bởi vì một cái người mà có trí, khi mà làm một việc sai biết nhanh chóng để ghi nhận cái sai lầm của mình, và biết thẳng thắn để bày tỏ là mình thừa nhận cái sự sai lầm đó, nhưng mà sau đó thì mình sống tích cực, làm điều tốt, chứ không phải ngồi đó để mình nuối tiếc, hối tiếc. Thì cái sự hối tiếc nó được xem là một thứ phiền não. Về vấn đề này đó thì giữa cái luân lý quan niệm thượng thức của xã hội nó rất khác với Phật giáo, khác lắm. Chúng ta phải đọc kỹ, và đôi lúc người Phật tử không hiểu rõ về điểm này. Người Phật tử hiểu là sám hối là một cách rửa tội. Sám hối không phải là rửa tội, mà một cái người ăn năn sai sức cũng không có nghĩa là một cách để mà mình phát lộ, hay là mình sửa đổi chính bản thân của mình. Nếu một người mà làm chuyện quấy mà suốt cuộc đời họ nó luôn luôn bị gặm nhấm bởi điều đó, thì thực sự nó không tốt cho bản thân của họ, không tốt cho những người chung quanh. Về phương diện tâm lý học Phật giáo đó, chị, điểm thì rất khác với các tôn khác và rất khác với thượng thức, chúng ta phải để ý. Thì trong bốn cái thuộc tính sân tật lần hối này, chỉ có sân đó là nó có mặt trong cả hai tâm sân một cách cố định, nhưng mà tật lần hối đó, thì nó có mặt một cách bất định. Không phải tâm sân nào cũng có ba cái thuộc tính này, và ba thuộc tính này khi nó có mặt thì nó không có đi chung với nhau. Khi nó có tật thì không có lận, không có hối. Khi có lận thì không có tật, không có hối. Khi có hối thì không có tật, không có lận. Chúng ta nhớ. Thưa quý vị, chúng ta nói qua hai cái thuộc tính hung trầm và thủy miên. Hung trầm, thủy miên. Thì hai thuộc tính này đó, về phương diện định nghĩa đó, thì như chúng tôi có nói lần trước đây đó, là nó có sự khác biệt rất lớn giữa cái định nghĩa theo Thánh Pháp và trong Kinh Tạng, và đôi khi các vị pháp sư nói chung là nó hung trầm thủy miên nói chung với nhau, thì đúng là nó luôn luôn đi chung với nhau, nhưng mà đôi khi người ta định nghĩa là hung trầm là giả dưỡi, thủy miên là buồn ngủ, cái trạng thái hung trầm là như là làm biếng, và thủy miên là trạng thái uể oải và buồn ngủ. Nhưng thật sự cái định nghĩa trong Thánh Pháp Tạng đó thì một cái đó nó liên quan đến hành quân, cái liên quan đến thức quân, tức là một cái liên quan đến tâm và một cái liên quan đến thuộc tánh, cả hai đều là thái giải gì uể oải hết, hung trầm và thủy miên, chứ không có phải là nó là buồn ngủ hay là lười biếng, là hai trạng thái khác nhau, không phải vậy.
mà hôn trầm và thủy miên đó, nó là một cái trạng thái giả dự quể quải của bốn trình quận thọ tưởng hành thức, nói cách khác là tâm và thuộc tánh, điều này chúng ta nhớ. Và cái hôn trầm và thủy miên này nó chỉ có mặt ở trong các tâm hữu trợ, và tâm hữu trợ đó là bốn tâm tham hữu trợ và tâm sân hữu trợ. Nhưng không phải tâm hữu trợ nào cũng có hôn trầm thủy miên, chúng ta nhớ như vậy. Hôn trầm thủy miên chỉ có mặt ở trong tâm hữu trợ, nhưng ngược lại không phải hệ tâm hữu trợ là hôn trầm thủy miên. Ví dụ như là bây giờ mình nghe một người đó họ làm chuyện đó cho mình làm phiền mình không có giận, nhưng mà một cái người nào đó họ khéo nói, họ nói đi nói lại, nói làm cũng tức lên, thì cái đó gọi là tâm sân hữu trợ, tức là tâm sân có tác động. Thì khi đó tâm sân có tác động và tâm sân hữu trợ, không có nghĩa là tâm sân đó có hôn trầm thủy miên. Dạ, không có hôn trầm thủy miên. Còn cũng có những trường hợp là mình đang cố gắng để mình thức hành đầu đà, hay thức để làm cái gì đó, hay thức lái xe, và trong lúc đó thì cái buồn ngủ nó đến và mình rất là khó chịu với cái buồn ngủ đó, thì lúc đó mình có tâm sân, mà tâm sân nó có hôn thủy. Dạ, mình cũng lái xe đang cố gắng nhấc mắt lên, đang cố gắng mở mắt lên để mà lái xe, và rất là thực vật của chính mình. Thì thứ việc cái hôn phần tự nhiên nó đi với tâm sân cứu trợ. Dạ, đi tâm sân cứu trợ. Nhưng chúng ta nhớ rằng tâm sân cứu trợ không nhất thiết có hôn trầm tự nhiên. Về điểm này đó là cũng phải nhắc lại một lần nữa, là khi nào mà chúng ta học lên đến cái bộ Giám Ác Cát, và bộ sông cái bộ thứ sáu của thằng Diệu Pháp đó, thì chúng ta thường nghe một cái sự nhắc đi nhắc lại những cái lý luận hai chiều, mà lý luận hai chiều đó nó không có bình phương. Ví dụ như là người ta nói rằng đàn bà có phải là người không? Dạ đúng, đàn bà tức là con cũng là con người, nhưng mà con người có phải là đàn bà không? Thì không hẳn như vậy. Dạ không nên nói như vậy, tại vì con người đó thì có đàn ông và đàn bà, chứ phải con người chỉ đàn bà mà thôi. Thì sắc quẩn phải là quẩn chăng? Đúng như vậy, sắc quẩn là quẩn, nhưng mà gọi là quẩn là sắc quẩn chăng thì không hẳn như vậy, tại vì quẩn nó gồm có sắc thọ tưởng hành thức, chứ không phải chỉ sắc quẩn. Ví dụ như vậy thì ở đây chúng ta phải nói như vậy là tâm tâm hữu trợ, xin lỗi, cái trụ tánh hôn trầm thủy miên luôn có một tâm hữu trợ, nhưng mà tâm hữu trợ không nhất thiết có mặt, luôn luôn có mặt của hôn trầm. Chúng ta nói về trụ tánh sau cùng là nghi. Dạ, hồi nãy chúng tôi có nói rằng rất là lớn cấn, là bởi vì khi nhóm thì rõ ràng là 14 năm, nhưng mà cái sau cùng nó chỉ có một cái gọi là nhóm đó, thì nó kỳ, nhưng mà nó không thuộc bốn nhóm kia, nên chúng ta tạm rất là nhóm. Thì cái nghi ở đây đó là lưỡng lự phân vân, và trong 52 cái thuộc tánh của tâm á, 52 thuộc tánh đó, thì cái nghi là cái thuộc tánh rất là thú vị, tại vì nó chỉ đi với một tâm duy nhất, chỉ một tâm duy nhất có cái này, đó là tâm si hoài nghi. Dạ, tâm si hoài thì tâm si hoài nghi này là cái tâm duy nhất ở trong tâm bất thiện mà có cái nghi hoặc, và trong 101 tâm thì nghi hoặc chỉ đi với tâm si hoài nghi. Và cái chúng ta dùng cái chữ nghi hoặc ở đây, như đã nói nhiều lần khi chúng ta học về tâm, về thuộc tánh đó, là cái chữ hoài nghi đôi lúc là trong ngôn ngữ nó không hẳn là xấu. Ví dụ những người Kalama họ gặp Đức Thế Tôn thì họ nói rằng có nhiều vị giáo chủ Sa Môn nhận mình là vị thành tựu được chánh trí, thì trong số đó chúng con thực sự là phân vân, hoài nghi là không biết vị nào thật sự là vị có chánh trí, vị nào thực sự không có chánh, vị được giác ngộ thực sự, vị nào. Thì Đức Phật thì nói rằng ở những người Kalama các con hoài nghi là phải, trong những trường hợp đáng hoài nghi thì phải hoài nghi. Dạ, thành cái chữ hoài nghi đó chứ tôi không có dùng là nghi là tiêu cực, nhưng mà chữ nghi hoặc, chữ hoặc đó là tiêu cực. Thành ra vì sao thì chúng tôi cố gắng dùng cái chữ nghi hoặc. Nghi hoặc ở đây tức là sự tu trì, sự lưỡng lự phân vân, và lâu ngày đó là một thói quen. Dạ, ví dụ như là mình đi vào trong siêu thị
nó có, mình muốn mua xà bông rửa chén mà nó có mấy chục thứ, mà mình cũng có cơ sở gì để mình quyết định là cái nào mà nó cái nào mà nó tốt hơn cái nào. Mình cứ cầm lên bỏ xuống cả buổi mình không mua được cái nào hết thì mình có vấn đề. Hay là có một lần chúng tôi đi vào Bình Đức với một số Phật tử, thì họ vào cái chỗ bán cà rem, bán kem cây đó, thì họ nhìn thấy toàn chỉ Đức không, họ không biết cái nào, họ hỏi cứ hồi lừa tới lừa lui mở ra, mà người ta lại mùa hè người ta không có muốn cho mình mở cái thùng đựng kem ra ngoài mà người họ không chịu đóng lại. Thì mấy người mới lừa, mà hỏi chúng tôi bây giờ mình lừa cái nào, thì chúng tôi nói rằng hỏi thì mình thấy cái màu nào mình thích lấy cái đó đi. Cái nhiều khi thưa quý vị là nếu mà mình không có thể có cái cơ sở vững vàng để mình lựa chọn thì mình túi tịnh hơn là mình ngồi trù trừ. Cái sự trù trừ đó, cái sự phân vân nghi hoặc, và đặc biệt là cái thuộc tính nghi hoặc nó chỉ có trong một tâm duy nhất là trong hoài nghi. Thì hôm nay chúng ta đi qua những cái thuộc tính bất thiện. Thì chú ý bị nói về thuộc tính bất thiện thì nó lại có khác với các thuộc tính tự tha. Ở trong thuộc tính tự tha thì nó đóng nhiều cái vai trò đặc biệt. Ví dụ như về trong quẩn thì chúng ta có thọ quẩn là thuộc tính thọ, tưởng quẩn thuộc tính tưởng, còn những thuộc tính còn lại là hành quẩn ở trong tự tha. Hay là những chi thiền tầm tứ hỷ lạc định nó nằm ở trong tự tha. Nhưng mà khi mà chúng ta học qua thuộc tính bất thiện đó, thì mình phải hiểu rằng ở đây sự tương hợp giữa thuộc tính bất thiện thì chỉ đi với tâm bất thiện. Dù vậy, những cái pháp như là si là chi pháp của vô minh và tham là chi pháp của ái dục, thì cái ảnh hưởng nó sâu rộng hơn nhiều, không phải chỉ có trong người hành tâm bất thiện. Và có những cái pháp mà vô tham và vô quý, thì ở đây nó chỉ là một, nó chỉ là hai ở trong bốn cái thuộc tính chi phần. Nhưng đối với các pháp và đối với người tu tập thì vô tầm vô quý nó lại là một cái sự ngăn che ngăn ngại rất là lớn. Thì chúng ta cũng khi học vào thuộc tính bất thiện cũng nhớ một điều rằng cái nó có là tương hợp nội cố định và tương hợp bất định. Tất cả trong bất thiện đều có bốn cái si phần, đó là nhất định. Nhưng mà đối với tâm tham không nhất thiết, thiết là tâm tham ly tà đó, là phải có ngã mạn và tâm bất định. Và không phải trong sân nào cũng có trật lệnh hội, đó là nó học của cách bất định. Và ngoài cái cách bất định thì chúng ta cũng nhớ có một điểm là có những thứ mà nó không có cùng đi với nhau. Ví dụ như tà kiến không đi với ngã mạn bao giờ, và tật luận hối thì nó không có đi chung với nhau, mặc dù nó thuộc sân phận. Thì khi mà chúng ta nhớ như vậy thì nó rất là dễ, rất là dễ để chúng ta hiểu về cái sự tương hợp của đối với tâm. Đó là cái ý nghĩa liên quan đến giữa thuộc tính bất tương hợp với tâm. Bây giờ bạch thượng tọa tuệ sư, không biết thượng tọa có ở trước mắt, thượng tọa có nghe được không? Nếu từ đầu từ siêu nghe được, xin cái cung thỉnh thượng tọa giảng phần còn lại. Bạch thượng tọa từ siêu có nghe được không vậy? Quý vị chờ chúng tôi một chút. Tôi và thấy từ đầu từ siêu xin cái thỉnh. Tâm kính bạch thế tôn đức, kính thưa quý phật tử từng lưỡi. Tiếp theo lời của thượng tọa giác đẳng, chúng tôi xin chia sẻ một vài điều trong thời gian chờ đợi thượng tọa soạn các phần thảo luận của bài học này. Khi chúng ta học về
sự tương hợp của các cái thuộc tánh bất thiện với tâm. Thì tất cả những gì mà thuộc tánh bất thiện tương hợp với tâm đã được nghe từ gọi giới đoạn trình bày rồi. Chúng tôi chỉ xin chia sẻ với quý vị một vài vấn đề nó hơi ngoài lề một chút. Đó là ngoài lề, tức là nó không có nằm ở trong cái phạm trù tư thuộc của tâm bất thiện. Nhưng đây là những vấn đề chúng tôi đưa ra để chúng ta có thể suy nghĩ, chúng ta biết. Trước hết là nhóm si phần. Ở trong cái nhóm si phần đó, nó có bốn thuộc tánh: si vô tà quý, phong dật, uthajja. Thì ở cái chỗ điểm uthajja đó, có người hỏi chúng tôi rằng là trong khi mình hành thiền, thay vì mình tập trung để chánh niệm trên đề mục, một đề mục nhất tâm bất loạn, nhưng mà ngay lúc đó mình chợt nhớ đến câu Phật ngôn ở trong Pháp Cú Kinh, hoặc là ở trong đâu đó mà mình vừa học được, bây giờ mình bỏ cái đề mục, cái mình xoay qua, mình ôm cái câu Phật ngôn đó, mình ôm cho thuộc cái câu Phật ngôn đó rồi, cái mình lại nhớ đến cái câu Phật ngôn khác để ôm nữa. Thế thì cái trường hợp này có gọi là cái phóng dật bất thiện không? Bởi vì từ cái niệm trong đề mục cho đến cái sự suy xét hay là suy niệm về Phật ngôn thì nó thay đổi hai cái đối tượng, hai cảnh. Nhưng mà cái nào cũng là thiện pháp cả. Thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết như thế nào đi? Ở đây thì quý vị, lúc đầu mình có cái sự tác ý chánh niệm với đề mục, nhưng mà sau đó đề mục bị lãng quên để mình suy nghĩ về cái đối tượng khác, cái cảnh khác. Thì ở cái giai đoạn này nó xen kẽ, tức là nó có một cái lộ trình tâm mà động lực đó là cái tâm si phóng dật, động lực từ tâm si phóng dật. Và khi phóng dật rồi đó thì bắt đầu lại có cái tác ý đến một cái thiện pháp
một cái đề tài thủ thiện pháp để cho động lực thiện nó sinh khởi. Thì như vậy trong suốt một thời gian dài, 1 giờ đồng hồ hoặc 2 giờ đồng hồ, thì tâm của vị hành giả đó nó không có được yên ổn, không có trú ở một địa ngục, mà nó phải ở tâm đó nó phải trú qua nhiều địa ngục. Và để làm được cái hành động bỏ cái địa ngục này và chuyển sang cái địa ngục khác, thì lúc đó là có si phóng dẫn nó xen kẽ, rồi cái bất thiện mà trở cho thiện bằng thường thượng ý duyên, thì trong trường hợp này thì nó lại khởi lên cái tâm thiện khác để niệm. Ở đây nếu mà chúng ta nhận xét thì cái thường cận cái duyên của một người hay bị phóng tâm như vậy đó, cái thường cận cái duyên đó là sau này họ có cái thói quen là làm việc gì họ cũng bỏ dở nửa chừng, nghĩa là không làm tới nơi tới chốn. Cái thường cận cái duyên đó thì nó hơi nguy hiểm gì. Còn nếu mà nói trên phương diện trạng thái tâm đó, thì thưa quý vị, thì cũng là tâm thiện thôi. Nhưng mà cái tâm thiện mà nó sinh khởi nhiều, nhiều thứ nữa, thì trong trường hợp này là nó không có trở thành cái thế mạnh được. Cũng giống như là ở trong một cái khu vườn, nếu mà người ta trồng chuyên về cái xoài hay là trồng thuần về cái cam, cái bưởi, thì như vậy nó sẽ trở thành một kinh tế mạnh, là người đã thu hoạch được, bán được nhiều, cái số lượng nhiều về cam và bưởi. Nhưng mà trong một cái khu vườn mà cái người nông dân, cái bác nông dân đó, bác không có chịu trồng chuyên một cây, mà hãy bác đi đâu thấy có cái giống xoài ngon, bác về đó trồng cây xoài, rồi đi đến chỗ nào ăn được cái bưởi thấy ngon, cái lấy cái hạt ra về trồng cây bưởi. Cứ như thế đó, cái khu vườn người ta thì nó phong phú, nó nhiều, cái nào cũng một cây trái cả. Nhưng mà nếu nói trên phương diện gọi là làm kinh tế mạnh đó, thì trong trường hợp này khu vườn đó là khu vườn tạp, chứ không phải là khu vườn canh tác kinh tế. Cho nên ở đây đó, là chúng ta tùy, nếu mà chúng ta đã hiểu rõ như vậy, nhưng mà hễ lúc mà chúng ta hành thiền, mà chúng ta tập trung trên một đề mục, chúng ta bị hôn trầm, thủy miên, tức là bị giả dự buồn ngủ, thì chúng ta mới tác ý nghĩ rằng thay vì ngồi mà cố ép tâm để tránh định trên cái đề mục mà bị hôn trầm như thế này thì cũng chẳng có phước báo gì, thì thôi bây giờ mình dựng dậy để cho tâm nó suy nghĩ về Phật môn, suy nghĩ về pháp, thì như vậy vẫn có ích lợi hơn. Thì trong khi đó người này chuyển đề tài tu tập, thì nó vẫn là có sự thích hợp, cái đó ta vẫn làm được thôi. Nhưng lâu dần đó, khi mà chúng ta biết rằng là do mình suy nghĩ về pháp, lúc rồi mình ít bị hung trầm thị miên, thì mình phải tập trung tư tưởng lại để mà chánh niệm trên một đề mục, như là niệm hơi thở ra hơi thở vào,
Thỉnh thoảng thì Đức Phật này có dạy một vị tỳ kheo thỉnh thoảng lúc nào cần tinh tấn thì tinh tấn, nhưng mà thỉnh thoảng phải giữ xả. Lúc nào niệm biến nhạy thì niệm, nhưng mà thỉnh thoảng thì mình phải xả ra bớt. Bởi vì nếu như mà mình tập trung mình làm một cái thì cũng giống như cái người thợ kim hoàn, khi mà họ đạp cái con cóc lửa để họ thổi vào ống bể của cái người thợ vàng, nếu mà đạp liên tục, lửa nó xì ra nhiều đó, nó phun ra nhiều thì vàng nó sẽ chảy ra và nó sẽ cháy. Còn nếu như mà ít lửa đó thì vàng nó không có đủ nóng và nó không có đủ chảy ra thì cũng làm cũng không được, làm được nữ trang cũng không được. Cho nên lúc nào cần khè lửa thì khè lửa, nhưng mà lúc nào cần giảm thì họ cũng phải bớt lại, làm cho vừa phải. Cho nên cái vấn đề thứ nhất mà chúng tôi muốn bàn ở đây là vấn đề mà chúng ta phóng dật. Có khi có phải là bất thiện không cần thiết không? Thì chúng ta nói cái đó, nó tùy trường hợp. Rồi bây giờ thứ hai đó, là khi chúng ta nói đến cái nhóm gọi là tham phần. Trong đó tham phần thì nó có một cái chi pháp gọi là thuộc tánh mạng, mana. Mạng tức là cái trạng thái ỷ lại hay là so sánh mình với người khác. Đương nhiên cái thuộc tánh này là bất thiện, và khi một vị tỳ kheo tu tập mà có cái sự ỷ mình, khen mình chê người thì vậy vị đó sẽ dậm chân tại chỗ, nó bị giống như khúc gỗ mà trôi ngược trôi trên cái dòng sông, mà nó bị một trong tám cái nguyên nhân khiến cho nó không có trôi ra biển cả được. Đó là cái ngàn mạng, cái sự mắc cạn, cây khúc gỗ bị mắc cạn. Giống như người tu tập mà có cái tâm mạng kiêu mạng rồi thì nó chẳng đứng lại. Tuy nhiên ở trong cái vấn đề này chúng ta cũng cần phải hiểu, có đôi lúc trong cái việc tu việc học á, chúng ta cũng dĩ mạng trừ mạng, tức là có những trường hợp chúng ta cũng phải có một cái sự tự hào. Thí dụ chúng ta thành tựu được một cái pháp học nào đó hay là một cái trí tuệ nào đó, thì khi đó chúng ta có cái sự tự hào một chút để rồi chúng ta cảm thấy quan hỷ với cái thành quả mình đã đạt được, rồi mình tiến lên. Nhưng mà khi đã tiến lên được rồi thì mình mới bắt đầu mình bỏ, mình phải dẹp cái tâm ngã mạn, đừng để cho mạng đó nó đi đến cái chỗ vỡ cái bà ná là tống cao hống hách. Chúng ta phải biết kiềm chế nó lại, chúng ta phải biết kiềm chế nó lại. Cũng như ví như khi mà chúng ta ăn đó, chúng ta không có tham đắm trong cái món ăn, vì tỳ kheo ăn không có tham đắm trong món ăn. Tuy nhiên nếu như vị tỳ kheo khi mà ăn mà cái miệng không biết ngon đó, cái vị giác nó không có cảm nhận được cái vị ngon đó, thì như vậy thì coi chừng là đang có bị bệnh tiêu hóa, bệnh bao tử, cho nên ăn uống không được và thấy nó ngán lên ngán xuống, thì như vậy nó sẽ hại cho sức khỏe trong cái việc tu tập. Do đó cho nên những lúc nào mà
ăn ngon được thì vẫn biết ngon, phải biết thưởng thức, nhưng mà không vì đó mà chúng ta tham đắm ở trong vật thực. Ăn biết ngon là chỉ để mình trắc nghiệm được, kiểm tra được cái sức khỏe của mình thôi, chứ không phải là ăn biết ngon để rồi chúng ta có cái sự tham đắm ở trong cái vị vật Phật thực. Cho nên nhiều cái pháp tu nó khó lắm thưa quý vị, pháp tu khó lắm. Chúng tôi có gặp nhiều vị khi mà họ tu tập, họ nói rằng họ sợ họ giỏi quá đó thì sanh ra cái sự ngã mạn, rồi cái họ không dám giỏi, cái riết rồi họ dở, họ không làm gì hết, tu thời gian dài vậy nhưng mà không có làm nên tích sự gì hết, không để cho mình, không để cho chúng sanh, không để cho giáo pháp. Do đó chúng ta cần phải hiểu rằng chúng ta hãy dùng mạng đó như là một cái chất xúc tác để mà nó thúc đẩy cho mình có sự tiến bộ, nhưng mà vừa phải thôi. Khi mà đã có cái sự tiến bộ được một chút thì lúc bây giờ mình phải biết kềm chế lại, đừng để cho cái kiêu mạn nó sinh khởi nhiều, cái điều đó không tốt. Bởi vì kiêu mạn là cái sự chặn đứng tiến hóa. Cái điều thứ ba đó, cái vấn đề thứ ba chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị, nãy giờ chúng tôi nói gì quý vị có nghe được, sẽ thấy im lặng, không có ai. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ dạ. Ồ, chắc có lẽ là Thượng Tọa Giác Đẳng đã có câu hỏi thảo luận rồi, xin vậy thôi, xin dứt lời đi. Điều hợp. Ồ, dạ dạ. Nếu sư định nói vậy thì sư định nói thêm chút về cái này. Ở đây thưa quý vị, ở trong cái nhóm sân phần đó, nó có sân tập lẫn hối. Hối ở đây tức là cái sự hối hận, cái sự ăn năn, cái sự rai rứt, lương tâm. Thì đó chỉ toàn là cái cảm thấy bất thiện thôi. Tuy nhiên, ở trong kinh tạng đó, thì khi mà vua Ajatasattu hay là một người nào khác họ biết hối hận, họ biết hối cái lỗi của họ rồi đó, họ đi đến đảnh lễ Đức Phật và họ bày tỏ cái sự ra dứt của mình về cái tội lỗi mình đã làm. Thì Đức Phật này nói rằng quả thật chúng đệ vì ngu si, vì tiểu trí, vì lầm lạc nên ngươi đã hành động có tội lỗi như thế. Nhưng mà nay ngươi đã có cái sự hối cải và sám hối theo pháp thì đó là cái sự tiến bộ trong pháp được bậc thánh. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta làm cái việc gì đó chúng ta cũng phải có cái tâm hối, phải biết hối. Ở nhất là trong luận tạng có đề cập đến những cái vấn đề, nếu một vị tỳ kheo khi mà vị đó sống phạm vào những cái điều mà Đức Phật hạn chế định, mà vị đó không có cái tâm hối hối cải đó, không có tâm hối quá tức là hối cái lỗi lầm của mình đó, thì như vậy người đó họ sẽ không có sự tiến bộ. Thì trong trường hợp này hối gì, mặc dù nó là bất thiện, nhưng mà có đôi lúc
nó cũng cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Con người sống ở đời làm việc gì phải biết hối cải, phải biết ăn năn, thì như vậy người đó mới có thể trở nên lương thiện được, mới cải thiện hoàn lương được. Chứ còn nếu mà làm việc gì mà không biết hối ấy, tức là không tàn không quý, thì trong trường hợp này là nó sẽ lún sâu và tội lỗi thêm nữa. Cho nên ở trong cái nhóm sân phận mà cái chi phận hối ấy, là chúng ta cũng nên có thêm một chút trong đời sống của chúng ta, để mà chúng ta chỉnh sửa lại những gì mà chúng ta đã mắc phải lầm lỗi. Rồi cái nhóm hôn phần thì cái nhóm này là hoàn toàn là chúng ta không có xài được. Bây giờ hôn trầm và thủy miên thì chúng ta không xài được. Nếu mà chúng ta có nói chúng ta xài, cái cơ thể mà nó buồn ngủ giả dự quá thì nó không có phát triển được, nó không có làm được việc gì, không có tu tập được gì, thì thôi nó mệt quá phải cho nó nghỉ một chút. Thì trong trường hợp chúng ta chỉ biện hộ vậy thôi. Chớ thì thật thì khi mà chúng ta áp dụng để cho cái thân này, cho tâm này nó bị hung trầm thì mi chi phối, thì trong trường hợp này nó có vấn đề làm cho mình chậm tiết. Bây giờ cuối cùng tức là cái sự hoài nghi hay là nghi hoặc, thì cho dù xài cái tiếng nào đi nữa thì ở trong trường hợp nào, trong trường hợp thì chúng ta cũng nhớ được, tức là sự không biết tin, không biết tin nơi Đức Phật, nơi sự giác ngộ của Đức Phật, không biết tin vào hiệu năng của giáo pháp, không biết tin vào, không có cái sự tịnh tính và cái sự thanh tịnh của tăng chẳng hạn. Thì trong trường hợp đó cái sự hoài nghi đó là hoài nghi bất thiện. Nhưng mà nếu như một người mà họ làm việc gì mà họ không hiểu rõ thì họ có cái sự nghi ngờ, như là các nhân chứng Sikkhamala đến bạch với Đức Phật là có những vị sa môn bà la môn đến địa phương của chúng con và nói người nào cũng cho rằng mình là chánh pháp, người khác là tà pháp, chỉ có đây là thật và chỗ khác là hư ngụy, ai cũng nói như vậy thì chúng con biết tin vào đâu. Đức Thế Tôn là nói rằng này các dân Kamala, có những cái sự kiện đáng nghi ngờ thì nghi ngờ là phải. Rồi Đức Phật này dạy cho họ những cách để mà chúng ta chấp nhận một điều gì đó mà chúng ta không rơi vào cái tình trạng gọi là có cái gì ngờ vực, hay là chúng ta có sự hoang mang. Bởi vì hoang mang giống như là một người đứng ở trước ngã ba ngã tư đường thì họ không có bước đi được, nên họ phải có sự dứt khoát. Thì ở đây đó, bây giờ chúng ta không nói đến vấn đề hoài nghi ở trong bất thiện pháp, mà chúng ta nói rằng trong cuộc sống của chúng ta, người ta nói hãy đa nghi đa ngộ. Người nào có sự thắc mắc nhiều thì khi mình học hỏi được giải tỏa thì người đó sẽ có cái tiến bộ nhiều. Cũng giống như khi mà chúng ta đọc kinh điển đó, nếu mà chúng ta chỉ đọc cho cái đọc xuyên qua, hiểu thôi, chúng ta cũng bỏ qua như vậy không bao giờ chúng ta giỏi được. Chúng ta đọc có những cái chúng ta phải thắc mắc, cái câu nói này có nghĩa gì ha, hay là cái sự kiện này tại sao trước nói vậy mà bây giờ lại nói thế này, lý do gì đây, ý nghĩa gì đây. Chúng ta có cái sự thắc mắc như thế, chính cái sự thắc mắc đó để giúp cho chúng ta được khai mở thêm. Nếu khi mà chúng ta đã tìm hiểu ra, chúng ta trắc nghiệm, chúng ta biết được, hoặc là chúng ta đi hỏi từ nơi khác cái vị có trí
những vị đó sẽ giải thích cho chúng ta nghe, làm cho chúng ta được sáng tỏ vấn đề, thì như vậy cái đó cũng hay hơn vị. Cho nên cái vấn đề đang nghi đang ngộ đó, tức là chúng ta có sự thắc mắc, có cái sự nghi vấn ở trong mỗi vấn đề đó. Trong trường hợp này sẽ giúp cho chúng ta là người có cái sự thận trọng, chúng ta không cả tin, chúng ta không có cả tin, thì như vậy đó cũng là điều tốt. Chúng ta nhớ giữa cái lằn ranh, cái sự thắc mắc với cái sự nghi hoặc không biết tin đó, hai cái đó là ở sát bên nhau trong gan tất, cho nên chúng ta rất có thể dễ bị hiểu lầm, rất dễ bị hiểu lầm. Cho nên có những người, có những lúc mà chúng tôi đi lớp dạy, chúng ta hỏi Phật tử có ai thắc mắc gì không, thì tất cả mọi người họ chỉ nhìn cười cười, họ im lặng. Thì chúng tôi nói lớp này đắt đầu quá, tôi đồ quần hỏi rồi, chắc đã cắt đứt cái sự hoài nghi rồi. Thì lúc bây giờ họ mới bắt đầu đưa lên câu hỏi, người kia đặt lên câu hỏi, thì lúc đó đó thì té ra tại vì họ thắc mắc nhưng mà họ không dám hỏi, họ sợ mang tiếng là bị rơi vào cái tình trạng hoài nghi giáo pháp. Nhưng mà chúng tôi giải thích cho họ cái đó phải là hoài nghi giáo pháp. Một người mà có cái tâm hoài nghi giáo pháp mà chận đứt cái sự tu tiến đó, tức là họ hoài nghi toàn bộ tâm tạng kinh điển, họ không quyết tin, họ không tin toàn bộ kinh điển. Còn khi mà chúng ta có niềm tin đối với giáo pháp, nhưng mà tại vì cái bài kinh đó, cái đoạn đó nó có cái sự sâu xa về nghĩa lý, mình hiểu không tới, thì lúc bây giờ mình mới có cái sự, có cái sự phân vân, có cái sự thắc mắc, có sự nghi hoài nghi, thì giúp cho chúng ta có sự tiến bộ. Cho nên học cái gì cũng vậy, chúng ta cần phải dùng cái trí tư để chúng ta chỉ, chúng ta so sánh. Nhờ như vậy chúng ta mới có sự tiến bộ được. Học ở trong thắng pháp, thưa quý vị, một điều mà chúng tôi cũng thường hay nhắc, mà ngày xưa khi mà chúng tôi học và thầy của chúng tôi người tịnh sự này cũng thường hay nhắc cái chữ đó, tức là học phi diệu pháp là mình phải biết cái suy luận. Chứ học phi diệu pháp mà không có chữ suy luận, các vấn đề là chúng ta chỉ học ở trong lời ông thầy giảng sao, trong sách ghi sao, thì cái học thuộc lòng y như vậy, cả bài thì nghe nó suông câu nó hay đó, nhưng mà hỏi ra chúng ta quên hết, chúng ta quên không có nhớ. Chỉ thí dụ bây giờ học về 14 cái thuộc tánh bất thiện, thì chúng ta chia ra làm năm nhóm. Làm sao chúng ta nhớ năm nhóm? Thì ở trong đó chúng ta cứ nhớ một nhóm là bất thiện với hành, rồi ba nhóm còn lại đó là bảo trừ đầu từ tham phần, sân phần, hôn phần, hoài nghi. Thì lúc bây giờ bốn nhóm đó được xem như là địa cảnh bất thiện, địa cảnh bất thiện. Rồi bắt đầu từng nhóm á, nó có bao nhiêu cái tâm thuộc tánh, ý nghĩa như thế nào, và cái gì mà chúng ta vướng mắc gặp phải trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải suy nghĩ. Thì như vậy sẽ giúp cho chúng ta có cái sự tiến bộ. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc cái buổi chia sẻ ở đây, và xin kính thỉnh thầy giáo đoàn trở lại điều học năm buổi thầy. Sa thú kính thưa chủ tọa tu sư. Nhân chủ tọa tu sư nói về chuyện hoài nghi, thắc mắc các chị, chúng tôi cũng kể với vị nghe của chị vui là chúng tôi làm việc ở trong rừng, có nhiều khi chúng tôi cũng bị quan lắm, nhưng mà bị quan thì chúng tôi cũng không biết nói sao. Có Phật tử họ nói với chúng tôi như vậy, họ chắc chắn nói là
Tại sao thường đội từ siêu vừa mệt vừa buồn ngủ rồi mà sao xin cứ hỏi hoài? Chúng tôi nói là có nhiều khi hỏi đỡ buồn ngủ hơn rồi không. Nhưng mà thực ra khi mà chúng ta học Phật pháp có nhiều điều rất rất là thú vị. Bây giờ thì xin được tiếp theo hỏi thượng tọa tự sư, thượng tọa hoan hỷ, thượng tọa giải thích cho một vấn đề là khi mà chúng ta học mà về tương hợp giữa thuộc tánh và tâm, tâm và thực, thì chúng ta thấy rằng thuộc tánh si, thuộc tánh tham chỉ có mặt trong tâm bất thiện thôi. Dạ, mà chúng ta biết rằng chi pháp của vô minh là si và chi pháp của ái dục là tham. Như vậy bây giờ khi mà tự nói rằng vô minh và ái dục mà nó chi phối các cái tâm thiện để tạo quả như tâm thiện tình dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới thì nó chi phối một cách nào? Chúng ta phân hỷ giải về điểm này của thính thế rồi. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trước khi giải về cái ý nghĩa ở trong phần thảo luận số 1, chúng ta kiểm tra lại cái trình độ duyên hệ của cả lớp, xem coi quý vị có căn bản hay là quý vị mất hết trơn hoặc là không biết. Nếu mà chúng ta không biết về duyên hệ hoặc là chúng ta có học rồi mà chúng ta quên thì xem như là chúng ta, dù cho chúng ta có nói đi nữa thì quý vị cũng chẳng có hiểu ra được. Kính thưa quý vị, nó có hai trường hợp. Đúng ra tới chín trường hợp duyên hệ. Có những duyên, có những trường hợp trợ duyên năng giúp cho sở bằng cách là đồng sanh, hỗn tương tương ưng. Có những trường hợp tâm giúp cho sở, sở duyên, năng duyên giúp cho sở duyên bằng cách là nó sinh trước để trợ cho sở duyên sinh sau, hoặc là có khi nó trợ bằng cách thậu sinh duyên, hay là bằng cách thường cẩn y duyên, hoặc là dị thời dị duyên, thì cái đó nó đa dạng. Thì bây giờ chúng ta nói vấn đề này. Cái trường hợp chúng ta đang học bài ở đây là hai thuộc tánh si và tham. Tâm sở si và tâm sở tham chỉ có mặt trong tâm bất thiện thôi. Thì trong trường hợp này, si và tham trợ cho các cái tâm, các cái dinh quẩn đồng sanh trợ bằng cách là câu sinh duyên sa ha cha ta pa chạy giác, hỗn tương duyên anh nhâm anh nhớ pa chạy giác, hay là tương ương duyên bởi vì danh và danh gọi là sa ma nhốt ta pa chạy giác. Thì cái chuyện đó là gì? Còn khi mà nói qua đến duyên sinh, như ở trong cuộc sống này chúng ta ngoài cái câu sinh duyên là cái pháp cần tính nó sinh khởi, nó phải có những cái thuộc tính như vậy, thành phần như vậy, thì ngoài ra đó nó còn có cái trường hợp là nó hỗ trợ, nó hỗ trợ. Đây không phải là Chanaka Sati. Chanaka Sati chỉ là mãnh lực trợ sanh. Còn Upathamaka Sati tức là có mãnh lực là hỗ trợ. Nó cũng giống như là
Khi mà quý vị hỏi cái cây này được trồng ở đây, cái cây này nó mọc xung xuê, có trái nhiều, cái đó là nhờ cái gì? Thì đương nhiên có người thì họ nói là tại cái giống cây này đó là được chọn giống tốt mà đặt xuống đất, cho nên cái giống cây này nữa, cái hạt giống này tốt lắm. Thì một người giải thích là cái hạt giống nó trợ cho có một cái cội cây xoài xung xuê như thế. Nhưng mà có người khác thì họ nói kiểu họ nói tại vì hàng ngày tôi thường tưới nước bón phân, những khi mà nó còn nhỏ đó, mình mới trồng xuống thì mình phải dung đất lên và mình giữ ẩm cho gốc, phải tưới nước thường xuyên, đừng để cho nắng khô, thì như vậy nó sẽ bén rễ. Và khi mà cây nó được bén rễ thì nó tốt chứ có gì đâu. Từ giờ mình thắc mắc, vậy là cái cây này nó mọc xung xuê là do cái hạt giống hay là do nơi nước, nước tưới? Thì bây giờ trong hai vấn đề đó quý vị phải, không thể nào mà chúng ta chọn một trong hai và chúng ta nói cả hai. Hạt giống nó nảy nở ra cây có quả thì cái đó giống như là tham si mà ở trong cái tâm bất thiện vậy đó. Còn khi mà chúng ta nói đến cái chuyện mà ảnh hưởng thời tiết hoặc là ảnh hưởng do nước tưới thì trường hợp này nó hỗ trợ xa, cũng giống như là trường hợp mà vô minh duyên cho phúc hành, phi phúc hành vậy, duyên cho bất đồng hành vậy, hoặc là ái duyên cho nghiệp hữu, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Thì ở đây thưa quý vị, si vô minh, si đó thì nó chỉ đồng sanh với tham hoặc là sân thôi, với các cái bất thiện, cái tâm bất thiện, các quẩn bất thiện. Nhưng mà ngoài ra đó thì tham nó còn, tham si nó còn làm việc ngoài giờ của nó nữa, tức là nó hỗ trợ cho, nó hỗ trợ cho cái nghiệp thiện hiện thế, như là một người họ vì si mê, họ không thấy cái sự khổ mà họ ráng đi làm phước, họ nguyện sanh về cõi trời. Hoặc là như cái anh chàng thanh niên, anh chàng Thiện Nam thời Đức Phật Kassapa, khi mà anh ta đi đến cúng dường Bông Hoa, đến bảo tháp Xá Lợi của thờ Xá Lợi của Đức Phật Kassapa, anh ta phát nguyện do sự cúng dường Bông Hoa ngày hôm nay đó, anh đến tháp thờ Xá Lợi Đức Thế Tôn, nguyện đời sau con có được một cái vẻ mặt duyên dáng đẹp, ai thấy cũng thương, cô nào thấy cũng mê. Cho nên sau này cái quả mà nó phát sinh do cái phước thiện đó anh ta làm, và anh ta có cái sự ý nguyện như vậy đó. Cho nên đời sau này khi mà anh ta sanh lên mãi đến thời kỳ Đức Phật, Đức Phật sắc giá, Đức Phật Gautama xuất hiện ở đời, anh ta cũng vậy nữa. Anh ta đi đâu cô nào tiểu thư công chúa, ai cô nào thấy cũng thương ta hết, và do đó cho nên sẵn sàng hiến dâng cho anh ta tất cả cuộc đời của họ. Thế là sau này anh ta bị buộc tội là một người dâm đảng, và do đó cho nên phải xử tử. Cũng may là lúc đó Đức Phật Ngài xét thấy cái duyên lành, cho nên Ngài bảo tôn giả Ananda đi đến xin cho anh ta miễn tội chết. Và khi vua Senadi Dũng nhận ra được là Đức Thế Tôn đã biết được có vấn đề, cho nên Ngài mới lên tiếng như vậy thì tha tội chết.
và ông vua dẫn anh chàng đó đi đến Đức Phật, kể lại cái câu chuyện quá khứ do bị vô minh cho anh ta làm phước anh ta nguyện thế đó để anh ta khổ. Nếu mà anh ta biết anh ta khổ, anh ta duy gián ai thấy cũng thương để mà dẫn anh ta đến chỗ chết, chắc anh ta không dám nguyện vậy đâu. Nhưng mà tại vì vô minh nó chi phối, anh ta không biết. Thì sau khi mà Đức Phật này giải thích xong như vậy thì anh ta hoan hỷ, anh ta xin xuất gia và sau đó chứng A La Hán. Thì thưa quý vị, ở đời người mà làm thiện không phải là luôn luôn vì cái động cơ tốt, nhiều khi không phải là vì muốn giải thoát, hay không phải vì chán cuộc đời mà làm phước để mà giải thoát, mà họ đã giàu họ muốn giàu thêm, hoặc là họ đã đẹp họ muốn đẹp thêm, họ đã có quyền chức họ muốn có quyền chức thêm nữa. Thì trong trường hợp này họ mới đi làm phước tạo nhiều công đức để rồi còn cái chuyện khổ về sau hạ hồi phân giải. Nhưng mà hiện tại thì do vô minh nó thúc đẩy chi phối, cho nên là ta mới tạo cái phúc hành hay là bất đồng hành. Ái cũng vậy, ái duyên cho thủ, hạ có ái chấp, có ngã chấp thì mới bắt được duyên hữu, là nó trợ cho nghiệp hữu, là cái thân nghiệp hữu, võ nghiệp hữu, ý nghiệp hữu, thì có thiện có bất thiện. Nói chung tức là chúng ta đang học ở đây thuộc tánh tham hay thuộc tánh si, mà nó đồng sanh với cái tâm bất thiện, thì trong trường hợp này nó đóng cái vai trò gọi là câu sinh duyên, sa cha tấp bất chi giác, tương ưng hỗ duyên, hỗ tương duyên đối với các phần đồng sanh. Nhưng mà ở trong trường hợp khác, vô minh, ái, thủ là những phiền não luân đó, không những nó chỉ trợ cho nghiệp bất thiện, mà nó trợ cho nghiệp thiện, nghiệp giới, thì sắc giới, thì vô sắc giới nữa. Thì trong trường hợp này chúng ta gọi là nó trở bằng cách là thường khẩn ý duyên, có cái tu bút đích sẽ giá bất chi giác. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu là nói cái nào cũng đúng cả, chỉ là tùy theo trường hợp mà nói mà thôi. Chúng tôi xin được ghi dứt lời cái câu thảo luận số 1 của Nam Mô Bổn Thầy. Xin tỉnh từ giờ đến đánh trở lại. Sao tôi kính mời thầy tọa tùy sư. Xin hỏi thầy tọa một câu nữa rồi để thầy tọa đi nghỉ. Đây. Thầy tọa tùy sư, ở trong thắng pháp thì nói rằng hai cái thực tánh hôn trầm thủy biên đó. Một cái là làm giải dự quỷ quẩy đối với tâm, tức là hôn trầm, và thủy biên là giải dự quỷ quẩy đối với thuộc tính. Thì cái cách hiểu và cách giải thích này đó, nó có ở trong đường truyền của chứ, có phái nó đang bị trở ngại để điều trị truyền quật post câu số 2. Mình chỉ nói là trong kinh tạng á, thì có cái giải thích tương tự như vậy chăng? Và cũng có người nói rằng cái sự hôn trầm thủy biên đó là một cái hiện tượng thuộc về thân. Ví dụ như mình làm việc lâu thì mệt mỏi, hay là mình thức nhiều thì mình tới buồn ngủ thì buồn ngủ thôi, thì có nên gọi đó là phiền não không? Thì xin tổ quan hệ giải đổi về điểm này, kính thỉnh xin chào. Chúng tôi đọc kỹ trong cái câu thảo luận số 2 thì ở đây nó có hai vế, hai cái câu, hai cái chấm hỏi. Nếu như một cái chấm hỏi thì chúng tôi có thể nghĩ trước khi động rừng,
Nếu có hai cái cháu hội thì chắc có lẽ chúng tôi và thượng tọa giáo đẳng nghỉ nghỉ ngơi một lượt, nghỉ hết giờ. Kính thưa quý vị, trước hết là về cái vấn đề nói rằng khôn trầm là sự uể oải của tâm, là thức quẩn, còn thủy miên đó là sự uể oải của thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Thật ra thì cái này ở trong Thắng Pháp không có nói đến. Cái trường hợp mà có nói đến là thí dụ như khi mà chúng ta học về những thủ tánh tịnh hảo, có tịnh thân, tịnh tâm, kaya pasati, citta pasati, thì citta pasati thì nó mới cái thuộc tánh này nó làm an tịnh thức quẩn, nó làm cái vắng lặng thức quẩn. Là còn cái kaya pasati thì nó làm cho yên tịnh thọ quẩn, tưởng hình quẩn, hành quẩn. Thì có cái sự phân tích đó, nhưng mà tuy nhiên hai hô phần, tức là hô trầm thủy miên, không có nói đến cái vấn đề là một cái thuộc thân, cái thuộc tâm. Nó có chăng nhé, thì tại vì cách nói đó chúng ta hiểu sai hay là hiểu nhầm là như thế này. Đương nhiên là khi mà cái tâm nó chán do nó buồn chán hay giả dự, trừ khi buồn chán giả dự như vậy thì nó trở thành cái thường cận y duyên, nó trợ cho cái sắc tâm, trợ cho cái sắc tâm nó không còn cái gọi là vikara rupa, tức là cái sắc quỷ chuyển linh hoạt nữa, tức là kinh nhu thích sự không có. Thế là thân bắt đầu, thân tứ đại này nó bạc nhược theo. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là chính do cái trạng thái tâm đó, cái trạng thái thuộc tánh hôn trầm và thị miên đó, mà nó làm cho ảnh hưởng đến cái sắc pháp, chỉ là ảnh hưởng bằng cách thường cận y duyên, chứ không phải là cái thuộc tánh đó thuộc về thân, mà thuộc tánh này thuộc về tham, không phải thuộc về tâm, không phải vậy. Bởi vì thuộc tánh nào hôn trầm thị miên cũng đều là chân pháp, nó không có hòa nhập được với sắc pháp. Nếu mà chúng ta nói như vậy đó, thì tại sao không đem cái thị miên đó để làm cho thành 29 sắc pháp, có thêm cái sắc gọi là sắc thủy miên, cái sắc phù cũ, cái sắc ngủ đó. Tại sao vậy? Là bởi vì cái trạng thái mà quế quải và ngủ mê đó, cái trạng thái đó là cái trạng thái thuộc về danh pháp, chứ không có cái nào thuộc thân, cái nào thuộc tâm hết. Cái nào cũng thuộc tâm không, không trạng thủy miên đều thuộc tâm hết. Cho nên cái điểm thứ nhất mà chúng tôi xin được trả lời đó là ở trong Thắng Pháp không có đề cập đến cái vấn đề mà hôn trầm là nó quế quải của tâm là thức quẩn, còn thị miên là sự quế quải của ba quẩn dịch quẩn khác, cái thọ tưởng hành. Ở trong Thắng Pháp chúng ta chưa gặp nhiều đó.
Rồi cái vấn đề mà hôn trầm thể miên thường được hiểu là trạng thái nghiêng về thân hơn nghiêng về tâm. Thì thưa quý vị, như chúng tôi đã nói là vì thân tâm nó có sự ảnh hưởng với nhau. Nếu chúng ta nói ở chỗ này được, chúng ta nghĩ rằng cái sự buồn ngủ quỷ quải đó là nó ảnh hưởng tâm thân, ảnh hưởng đến thân. Thì bây giờ chúng tôi hỏi nè, bây giờ cái sự không mê tín là hỷ, đó là biệt cảnh tự tha đó, tầm tứ hỷ, tầm tứ thân giải cần hỷ dục, chữ hỷ đó, mê tín đó, thì ở trong đó giải thích là năm cái trạng thái hỷ. Trong đó có trạng thái hỷ là khi mà có sự no vui thì thân này nó có cảm giác như nhẹ nhàng bay bổng, hoặc là nó có trạng thái tiểu đảm hỷ, tức là nó rỡn ốc. Thì cái trạng thái mà rỡn ốc á, rỡn ốc da, khi mình có gì mình phấn khởi, mình vui thì nó cái gai ốc nó nổi lên. Thì trong trường hợp đó, không lẽ chúng ta nói là PT là nó có cái khuynh hướng thiên về thân sao? Cho nên ở trong trường hợp này chúng ta phải hiểu, thể cái kia nó cũng đồng cái tình trạng như vậy mà chúng ta không thể nói như vậy được, thì cái này chúng ta có thể, chúng ta cũng phải hiểu như vậy. À, thượng tọa giáo đẳng cho biết là ông trong ở phía thăm mắt rằng hát giải thích nít thá là bệnh tâm mà thi ná là bệnh thân. Trong trường hợp này chúng tôi nghĩ rằng chưa có xác định được, bởi vì hai cái này đó là cho cái sự nhận xét mà các vị giải thích theo cái suy nghĩ của các vị thôi, mà chúng tôi nói rằng là cũng không phải là sai hoàn toàn, nhưng mà chúng tôi chưa thấy ở trong kinh điển mà Đức Phật ngài đã dạy như thế, không có. Đằng này chỉ là cái sự giải thích theo cái cách suy nghĩ, xem ra nó cũng hợp lý, là bởi vì hễ mà sự quỷ quái thì nó, cái sự quỷ quái là như là mắt nó sập mí mắt, mở mắt không lên, hoặc là tay chân dở không nổi, thì lúc đó là trạng thái nó buồn ngủ rồi. Thì đó, rồi bắt đầu nó đi đến cái chỗ về mít thá, thì lúc bây giờ tâm nó chìm vào sau quan giác, bắt đầu nó dẫn lối để chìm vào sau quan giác, là chìm vào một kiếp. Thì ở đây cái cách giải thích này chúng tôi nghĩ rằng chỉ giải thích theo cách sinh hoạt động của thì nó mới khác hôn trầm thị miên thôi, giải thích theo cách hoạt động của hôn trầm thị miên. Nhưng mà phải khẳng định rằng dù cho thi nó mới khác cũng vẫn là nam á là danh, nam á thành thác là danh quân, còn sắc quân ở rùa bắc hành thá thì ở đây nó không có thể tương ưng hỗ tương với danh quận được.
Thì đó là chúng tôi trình bày để trả lời cái câu hỏi thảo luận. Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn thượng tọa. Tôi biết cái đoạn này của trong Thắng Pháp và Biên Luận. Vì đã hết giờ rồi cho nên chúng tôi không có nói thêm. Nếu mà còn giờ thì chúng tôi sẽ trình bày thêm vấn đề này. Bây giờ xin thỉnh thượng tọa đã đánh trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Sao thưa quý thượng tọa, tôi xin mặt thượng tọa, tôi xin tuy là nhưng mà cũng xin dành một phút để nói thêm một điều rằng hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của sinh trưởng, tức là chúng ta thường gọi là Thế Chiếu Tương, thì xin được đem tất cả cái công đức của buổi giảng thánh pháp này nói riêng cũng như tất cả những sự tu học của chúng ta để hướng nguyện đến sinh trưởng một bậc thầy, một vị dẫn đạo đã đưa chúng ta vào trong con đường đạo và đã cống hiến rất nhiều, đặc biệt là bộ Thắng Pháp Bảo Thông này. Xin cho sư trưởng ở bất cứ cảnh giới nào, ở bất cứ điều kiện nào cũng có nhiều cái thắng dư để tiếp tục cái hành nguyện tu tập chứng ngộ chánh pháp và hoàn thành cái đại nguyện phục sự tam bảo, phục sự chúng sinh, một điều mà sư trưởng suốt thể hiện suốt các cuộc đời. Xin được kính thỉnh chư tôn đức đã vào trung để tham dự chương trình sinh hoạt hôm nay. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt của Đức Phật Pháp Bồ Tát Đà Ma ở tại đây. Đảnh lễ với ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, cảm ơn con kia ân sư, cảm ơn đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt tại chúng trong trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mật giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớt, sư nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc, thật sự nguyên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy.